Xin kính chào quý vị khán giả của kênh Top Sao Hoa, kênh tin tức giải trí hàng đầu về sao Hoa ngữ. Và ngay sau đây, hãy cùng Top Sao Hoa tổng hợp những tin tức thú vị trong ngày. Mô típ nữ chính Tiểu Bạch Thỏ ngây thơ cần người bao bọc khiến khán giả cảm thấy quá nhàm chán. Bây giờ phim ngôn tình Trung Quốc lại cực chuộng kiểu nhà gái, nếu không là nữ cường thì cũng là học bá hoặc mê trai đầu thai không hết như những cô nàng này. Thứ nhất, nhân vật Phúc Tử do Mã Tư Thuần thủ vai trong Cố Lên Cậu Là Giỏi Nhất, cô nàng ngốc nghếch tốt bụng. Cố Lên Cậu Là Giỏi Nhất kể về hành trình thực hiện ước mơ và tìm kiếm tình yêu của ngôi sao hết thời Hách Trạch Vũ do Đặng Luân thủ vai cùng cô trợ lý gà mờ Phúc Tử. Từ cặp đôi oan gia gặp nhau là đấu khẩu, họ dần trở thành người đồng hành của nhau, cùng nhau vượt qua những thử thách, trải qua khảo nghiệm khắc nghiệt của hiện thực cuộc sống. Phúc Tử vốn là một cô gái bình thường, nhan sắc không có gì nổi trội, học hành không đến nơi đến chốn, nhưng đối phương lại bị cô hấp dẫn bởi tính cách tốt bụng, luôn nghĩ cho người khác của mình. Không dưới một lần, Phúc Tử vì giúp đỡ Hách Trạch Vũ mà nhận bao tủi thân, thế nhưng cô vẫn không hề kêu ca. Khi tìm kiếm hợp đồng cho Hách Trạch Vũ, dù bị đạo diễn Bành đổ rượu lên đầu, nhưng Phúc Tử vẫn cố gắng nhịn nhục với hy vọng cầm được kịch bản. Chính Phúc Tử cũng là người ở giữa, giải tỏa mọi hiểu lầm của Hách Trạch Vũ và quản lý cũ Đằng Đan. Chưa hết, lúc theo Hách Trạch Vũ đi quay phim, vì tiết kiệm tiền mà cô còn bí mật mang bánh mua sẵn từ nhà đi, cả ngày chỉ ăn vài cái và một quả cam nhưng vẫn nói dối Hách Trạch Vũ là đã ăn no. Thứ hai, vai diễn đồng niên do Dương Tử thủ vai trong Cá Mực Hợp Mật, cô nàng học bá đáng yêu. Cá Mực Hợp Mật là câu chuyện tình yêu ngọt ngào của cô nàng học bá đồng niên và lão đại KNK Hàn Thương Ngôn do Lý Hiện thủ vai. Đồng niên yêu Hàn Thương Ngôn ngay từ cái nhìn đầu tiên và từ đó cô tích cực theo đuổi nam thần trong lòng. Đồng niên đáng yêu nhưng không thuộc hạng ngốc nghếch, bánh bèo như nhiều nữ chính ngôn tình khác. Cô nàng này là học bá chính hiệu, sở hữu một profile không phải dạng vừa đâu, chỉ số IQ cực cao, học đại học năm 15 tuổi. Bản thân là một mỹ nữ có tiếng trong làng cosplay kim ca sĩ với lượng fan đông đảo. Với bộ hồ sơ không thể đẹp hơn cùng vẻ ngoài siêu đáng yêu thì làm sao mà Hàn Thương Ngôn không đổ cho được. Thứ ba, nhân vật Sai Tiểu Thất do Vạn Bằng thủ vai trong Cô Gái Ngoài Hành Tinh Sai Tiểu Thất, mê trai đầu thai không hết. Cô Gái Ngoài Hành Tinh Sai Tiểu Thất là bộ phim kể về cô gái Sai Tiểu Thất tới từ hành tinh khác, xuyên không đến trái đất và vô tình gặp Phương Lãnh do Từ Chí Hiên thủ vai. Ngay từ những lần gặp đầu tiên, Sai Tiểu Thất đã lộ ra mình là một cô nàng mê trai chính hiệu, hết lần này đến lần khác như keo dán dính lấy Phương Lãnh không buông. Cô nàng này thấy trai đẹp là vứt hết cả liêm sỉ, lợi dụng sờ mó không chừa lúc nào. Đội mê trai của Sai Tiểu Thất phải kể đến lần suýt làm cháy bếp, Phương Lãnh đang vội vàng cởi áo chữa cháy thì Sai Tiểu Thất lại không màng thế sự, chỉ chăm chăm vào body cuồn cuộn của trai đẹp trong nhà. Thế thôi chưa đủ, Sai Tiểu Thất còn dùng 7749 kế sách để quyến rũ chàng tổng tài lạnh lùng, khiến người xem cũng phải đỏ mặt thay cô nàng. Thứ tư, Viên Lai do Cố Lực Na Chát thủ vai trong 10 năm 3 tháng 30 ngày, thông minh xinh đẹp lại tự lập, chuẩn cô nàng vạn người mê. 10 năm 3 tháng 30 ngày được chuyển thể từ tác phẩm truyện tranh của Nhật Bản, bộ phim xoay quanh chuyện tình yêu và sự nghiệp của cặp đôi chính là Cận Nhiên và Viên Lai. Nhân vật Viên Lai do Cố Lực Na Chát đảm nhận là một cô nàng mạnh mẽ, tự lập và thông minh, cực kỳ xinh đẹp. Bằng thực lực của mình, Viên Lai trở thành cánh tay đắc lực của Tổng Giám Đốc Kỷ. Mọi việc quan trọng vị giám đốc này đều giao cho cô nàng xử lý. Suốt 10 năm xa cách đến khi tương phùng, dù có yêu Cận Nhiên nhưng thay vì sướt mướt như một số bánh bèo vô dụng khác thì Viên Lai lại rất mạnh mẽ, luôn tỏ ra như không có chuyện gì, sống cuộc sống chỉ có công việc và bạn bè. Cũng chính vì tính cách như vậy mà người xem càng có cảm tình với nhân vật Viên Lai mà mỹ nhân Tân Cương Cổ Lực Na Chát thủ vai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video này hay thì hãy like, chia sẻ và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật những tin tức mới nhất quý vị nhé. Và ngay bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. We'll be right back.